Tối 15 tháng 7, tại công viên Đồng Hiệp, phường Minh An, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An khai mạc sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An nhằm trưng bày giới thiệu các sản phẩm từ nghề, làng nghề truyền thống, tôn vinh các giá trị nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công. Chương trình nghệ thuật dân gian khai mạc sự kiện có nhiều tiết mục ca ngợi nghề truyền thống Hội An, trình diễn nghề, hát hò khoan đối đáp, v.v. Đặc biệt, thành phố đã tôn vinh những người thợ thủ công, nghệ nhân, đại diện các làng nghề, nghề và cộng đồng doanh nghiệp đã và đang góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ngành nghề Hội An. Vì tôi tham gia nghề này là tôi cũng về nghề truyền lưới của Hội An, vì cá trùng có nục, nghề biển ngắm tôi. Mà tham gia lễ hội này thì tôi cũng rất vui, vì hào hứng về để góp phần rồi cho thành phố Hội An để được mùa cá và tôm qua gà. Tôi rất lấy làm phấn khởi, là bởi vì được cuộc đời nhớ đến mình. Mỗi người có một cái tay nghề, chúng ta cùng góp vào với cái thành phố này. Ở trên kia thì có lần gốm, rồi lồng đèn, rồi mặt nạ, rồi dệt tơ tằm ở 68 Bạch Đằng và nhiều nghề khác. Mỗi người chung một tay vào để cho Hội An của chúng ta nó phong phú về hình thức và nó đậm cái bản chất riêng của nó ở phần nội dung. Trong sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An, những nghề làng nghề tại Hội An như gốm Thanh Hà, mộc kim bồng, rau trà quế, lụa và thổ cẩm, nghề làm đầu lân, đầu thiên cẩu, làm lồng đèn, nghề làm tranh tre, đan lưới, làm bánh truyền thống, mặt nạ, chế tác các sản phẩm từ vải vụn và củi lũ, v.v. được giới thiệu trong không gian trưng bày, tạo dựng từ các gian nhà làm hoàn toàn bằng chất liệu tre, gỗ, lụa. Bên cạnh đó còn có không gian ẩm thực Hội An với các món ăn đặc sản gắn với làng quê, làng nghề. Đặc biệt, còn có sự tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch của huyện Tây Giang kết nghĩa với thành phố Hội An với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trưng bày trình nghề, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của người Cơ Tu. Cán bộ đảng viên cũng như là già làng chúng tôi rất là mừng, vì tôi đây thấy là đây là nghề truyền thống, mà nói đi truyền thống thì người Cơ Tu chúng tôi rất là thích. Cho nên hôm nay là chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi cái, những cái gì có thể đem được, mà rất tiếc là không đem hết được, bởi vì một là đường xa, hai là xe cộ cũng có hạn. Thì nói chung đây cho tôi thấy đây là mang cái tính chất là truyền thống, mà đặc biệt là nhất trong hiện tại bây giờ trong nước và thế giới nói về vấn đề môi trường xanh à, thì trong này cũng đây cũng một vấn đề nó nằm ở trong đó, trong sự kiện đó. Thì nói chung là già làng chúng tôi rồi là bà con chúng tôi rất mừng. Nét Hoa Nghề Hội An diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2022, không chỉ là sự kiện đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách, quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Hội An, mà còn là một trong những sự kiện thúc đẩy xây dựng hồ sơ Hội An thành phố sáng tạo toàn cầu, tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc trong thời gian đến. Có cái chủ hoạt động về Nét Hoa Nghề truyền thống đó, để thứ nhất là nhằm để mà trồng lập mà giới thiệu quảng bá những cái giá trị của ngành nghề truyền thống Hội An. Trong đó đặc biệt là những ngành nghề truyền thống nổi trội và đã được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đồng thời cũng kết nối một số làng nghề khác, kể cả trong cái quá trình tôn tạo những cái giá trị của quá khứ cũng như những làng nghề được tạo lập trong cái thời Hậu An chuyển mình và làm du lịch, cũng như là trong quá trình mà chúng ta phát triển cho tới hiện nay. Cho nên là nó sẽ đan cài giữa quá khứ hiện tại và một mạch nguồn nó chảy mãi để các cái làng nghề một lần nữa khẳng định là cái vai trò của mình trong cái dòng chảy văn hóa. Thứ hai nữa là làng nghề nó phải thích ứng với thời cuộc, đó là nó sẽ bảo vệ được những cái môi trường sinh thái. Và đặc biệt là qua cái Nét Hoa Nghề truyền thống này, chúng tôi lấy cộng đồng dân cư là trung tâm và con người, tức là những người sáng tạo ra những làng nghề này là chủ thể. Cái thứ hai nữa là từ cái chỗ này để mà chúng ta tham gia giới thiệu những cái giá trị của Hội An, tham gia trong cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Hội An là một trong 7 thành phố nằm trong kế hoạch xây dựng đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An là bước chuẩn bị để các chủ thể từ chính quyền đến nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, doanh nghiệp
tích cực tham gia vào hành trình xây dựng Hội An trở thành thành phố sáng tạo trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.